Ngồi đâu? Đã đi. Nhì, ngồi ba thơ nhì. Sao thế? Ngứa à? Bây giờ đâu kia tắm nhá. Tắm cho nó hết ngứa nào. Đấy, đi đâu kia mà tắm. Đi đi. Thank you.
Ngồi đâu? Lát đi. Từ từ sau nha. Cứ ngoài vào luôn. Được chữ á. Đó, sang ba thơ đấy. Nhì, ngồi ba thơ nhì. Bây giờ đâu ngoài kia tắm nhá. Tắm cho nó hết ngứa nào. Đây, đi đâu ngoài kia mà tắm. Đi đi. Đi, con nào ngoài kia tắm đi. Đi đi, đấy. Đúng rồi. Đây, đi thẳng vào đây. Thank you.
Nhớ mặc đồ dùm à. Rồi, nhá, nhớ mặc cho nhá. Ai chà, rồi hết bịt này. Ngồi mặc cho nhá. Ngoan mặc đồ cho nhá. Rồi, mặc con nhá. Thích nhở, mặc đẹp trai. Rồi, mặc cái áo vào nhá. Áo đẹp quá nhỉ. Áo đẹp thế, áo này đẹp thế. Nốt cái này nhá. Mặc vào cho đẹp trai nào. Nào Yến nào. Lấy con nào vui nhá nhá. Em để đồ vào chỗ này. Đồ đấy nhá. Rồi. Em đeo vào cho. Rồi. Sắn quần lên nào. Con về nhá. Xong rồi, con về nhá. Sao? Sao?
đi. Hả? Đứng đâu đây? Hả? Hả? Xuống đây chơi à? Ừ? Hả? Hả? Xuống đây chơi à? Hả? Xuống đây chơi à? Hả? Hả? Ừ, thơm đấy nhá. Thay quần áo nè. Hả? Xuống đây tắm hả? Ừ? Anh đang ngủ bây giờ xuống đây tắm à? Hả? Quen đây đó, bữa này là quen thế này đó. Hả? Bữa này cho xuống đây ở luôn nhá. Hả? Cho xuống đây ở luôn nhá. Nào. Nào, cho xuống đây ở nhá. Ừ, ừ, ừ. Đi về nhá. Ừ? Cảm ơn nhá, cảm ơn bạn hàng xóm nhá. Ừ? Ừ, đi về nhá.